Rồi. À, vị trí của nguyên tố, vị trí nguyên tố có xét bằng 15 trong quãng tuần hoàn. Chúng ta có hai cách để làm câu này. À, nói chung các bạn biết được xét bằng 15 không? Chúng ta có hai cách. Cách 1 ấy thì chúng ta tra bảng tuần hoàn. À, chúng ta tra có bảng tuần hoàn tra cú đây. Thì bạn sẽ ra được cái vị trí tương ứng nó là ô số 15. Đúng không ạ? Ô số 15 và chu kỳ 3 nhóm 5A. À, chu kỳ 3 là cái hàng ngang, nhóm 5A bạn nhìn từ trên xuống là cách tra bảng tuần hoàn. Còn cách số 2 á thì chúng ta viết cấu hình E ra. 1S2 2S2 2B6 3S2 3B3, này là cái nền tảng này. Thì các bạn thấy 3S2 3B3 không? Nó có 3 lớp diễn tỏ là chu kỳ 3, 3S 3B, thấy chưa? Còn S2 B3 chính là 2 cộng 3 bằng 5, tức là 5E lớp ngoài cùng, vì nó là nhóm 5A. Ok ha, câu B đấy. Có hai cách. Rồi có gì không gặp thì cứ bình luận ha.